Đây là cây sung mình vừa mới đào lên xong nhá. Mình dòng cây này theo hình kiểu con rồng á. Quy trình này rất rất vất vả và rất khướt. Mời các bạn đón xem video về cái việc mình đánh cây sung này lên cái chậu này để được được thành quả như thế này. Mời các bạn xem video. Xin được chào mừng các bạn đến với kênh của Trần Thoa Vlog. Để trồng cây đầu tiên các bạn phải chuẩn bị một cái chậu. Đặc biệt cái chậu này là phải có lỗ thoát nước. Và các bạn phải dùng gạch đậy vào. Công việc tiếp theo là chúng ta sẽ xúc đất vào. Chúng ta xúc đầy đất vào. Chúng xúc cho thật đầy vào. Đất dùng các bạn nên dùng đất mùn tơi xốp, tốt nhất là dùng đất bùn ao phơi khô để hái đập nhỏ, cứ xúc cho ra này vào để oặp vào, để nay mai ta trồng cây là cái phần rễ cây nó sẽ nổi lên, tạo lên một cái thế gọi là rất hoành tráng. Các bạn nên xem hết video nhé, đừng có tua, bởi vì là công đoạn video làm rất tỉ mỉ và cẩn thận, cho hay còn ở rất phần cuối của video. Đây mới là công việc khởi đầu thôi, còn rất nhiều cảnh quay hấp dẫn và đẹp mắt ở đoạn sau nữa. Đây là công đoạn đánh cây và chuyển chậu. Cây này trước mình trồng ở một cái chậu xây lấy rất thấp, như rễ nó ăn xuống đất rồi gì phải. Chúng ta sẽ dùng xe beng chúng ta bẩy cho nó thoát khỏi vị trí đấy đi, cho nó đất cái rễ gầm đi. Đấy. Đòi hỏi phải có sức khỏe và phải có mưu mẹo nhá. Chúng ta sẽ lật nghiêng cái chậu này lên. Đấy, chúng ta lật nghiêng cái chậu này lên. Đấy, nhìn thấy chưa, lật nghiêng lên. Sau đó là chúng ta sẽ dùng vòi nước. Chúng ta dùng vòi nước chúng ta phun cho nó trôi hết cái đất đi. Đây là một cái việc gọi là rất khôn ngoan.
Nếu chúng ta dùng cuốc xẻng và bới ra thì nó sẽ bị đất dây đất rễ chết luôn. Chúng ta dùng vòi nước rửa sạch rễ vẫn nguyên bản. Đây là một mẹo gọi là của những người làm cây cảnh và chuyển cây. Các bạn cố gắng xem hết video nhé. Rất nhiều trò hay đang ở phía sau. Đấy, chúng ta cứ dùng vòi nước phun cho nó trôi hết cái đất ra, sau đó nó còn độc cái rễ là chúng ta chỉ việc nhấc phát ra là sau. Và chúng ta sẽ cho lên cái chậu mới và chúng ta rồng lại cây này. Trong quá trình phun nước này là chúng ta có thể tận dụng và tranh thủ nhặt hết những cái cỏ dại, rễ cỏ mà ăn sâu ngày xưa là chúng ta không đào được, nó vướng rễ cây. Hôm nay chúng ta sẽ nhặt cho sạch đi, nhặt kỹ sạch chỉ để lại độc cái rễ của phần cây thôi. Các bạn nhớ xem hết video nhé, và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ ông Trần Thoa, đồng thời like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác cùng xem. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn nhớ là đừng tua nhanh hoặc là đừng bỏ qua một chi tiết nào trong video này cả. Để phụt nước lâu quá chúng ta dùng ngay xẻ beng bẩy cho nó một phát cho nó bung lên là cho nó nhanh gọn. Đấy, đây cũng là một chiến lược trong vấn đề làm cây cảnh. Còn nếu chúng ta cứ phụt thì có vào đến trưa không xong. Để tôi quyết định là dùng xẻ beng tôi bẩy. Đấy, nhấc phát ra. Đấy, đẹp chưa? Sau đó chúng ta dùng vòi nước rửa thật sạch dễ vào nhá. Các bạn rửa sạch vào để chốc các bạn đặt lên chậu, sau các bạn sẽ nắn chỉnh cái rễ theo cái ý của mình. Các bạn có thể nắn chỉnh theo các kiểu thế theo ý của các bạn. Thích thế cong, thẳng, đứng, xiên, chéo hay làm thế nào cũng được. Thank you.
Sau khi đổ đầy đất lên chậu, các bạn nhớ dùng một số cây ngáng nhé. Mục đích ngáng cây này là để khi chúng ta tưới là đất nó không sụt xuống và cây cảnh nó vẫn nổi trên mặt chậu. Đấy, là nó sẽ tạo ra cái thế rất cao đẹp cho nó hở phần rễ của cây cảnh của chúng ta. Đấy, nhớ lưu ý rằng là như việc này nhá. Nếu chúng ta không ngáng cây là sau khi tưới là cây nó thụt lún xuống ao sâu là lấp hết phần tạo dáng của cây. Đây là mấu chốt của sự thành công. À, sau đó chúng ta dùng đất nhão đắp vào kín phần rễ nhá. À, cứ đắp cho kín mà. Dùng đất nhão đắp kín phần rễ là công việc đơn giản đấy thôi. Cái top. À, cứ đắp vào. Đắp kín phần rễ nhá các bạn, làm cẩn thận vào đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Lơ ngơ là phí công á. Kia đó bạn.
Sau đó các bạn dùng dây định vị vào nhá. Các bạn dùng dây định vị ba phía của cái cây đấy vào để cho tránh gió nó lung lay và tạo thế cho cây luôn. Đấy, các bạn nhớ làm việc đấy. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Trần Thoa nhé. Các bạn nhớ hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho nhiều người khác cùng xem. Trần Thoa xin chúc các bạn luôn có một sức khỏe tốt, một niềm vui trong cuộc sống và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc đời. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và thân ái, chào tạm biệt.